Thưa quý vị, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine để đảm bảo người dân được tiêm vaccine COVID-19. Vào ngày 28 tháng 2 tới đây, Việt Nam sẽ nhập khẩu khẩn cấp 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu chống COVID-19. Vậy những khu vực nào sẽ được ưu tiên trong đợt này? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm ở thời điểm này. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam tuân thủ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các quy định pháp luật liên quan về phòng chống bệnh truyền nhiễm, ưu tiên tiêm cho khu vực có dịch và nguy cơ cao. Sắp tới Việt Nam sẽ có những điểm tập kết vaccine phân bố đến các tỉnh. Do vậy, ngành y tế cần có chỉ đạo, công tác tập huấn, đánh giá, hướng dẫn kỹ thuật tiêm ngừa vaccine. Bộ Y tế cho hay, hiện các ổ dịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh cơ bản được kiểm soát. Các ổ dịch khác, Hải Phòng, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang và Gia Lai không ghi nhận ca mắc trong vòng 7 đến 20 ngày qua. Cũng liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19, Cục trưởng Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho các đối tượng thuộc nhóm nhân viên hàng không. Cục Hàng không cho rằng, tại các cảng hàng không, sân bay, các nhân viên hàng không tiếp xúc trực tiếp với hành khách, hành lý, hàng hóa có nguy cơ lây nhiễm virus cao. Do vậy, Cục Hàng không đề nghị ưu tiên cho các nhóm nhân viên được tiêm vaccine đợt 1, gồm nhân viên làm thủ tục hành khách, nhân viên phục vụ vận chuyển hàng hóa, tiếp viên, phi công, kiểm soát viên không lưu.